vừa mới mở ra thì thấy là có chăn các bác ạ. À, đây có một tấm chăn không? Chăn này thì là ông đắp mùa hè nhá. Mùa hè để đắp thì đấy, chăn này thì là đắp là tốt luôn. Trước thì là cháu đã gửi cho ông 3 tháng trước thì cháu đã gửi cho ông là 300.000 rồi. Vâng. 300.000 cộng với lại thêm là 300.000 tiền của Mạnh là đóng học ấy. Vâng. Thì là cháu gửi cho ông hết rồi thì hôm qua thì anh lại gửi cho thêm là 300.000 nữa. Vâng. Để cho ông đóng tiền lái cho ông nhá. Vâng. Đây là 200 ông nhá. Vâng. Còn là đây là 100 ông nhá. Vâng. Đấy, tiền mà cháu đưa cho ông ấy thì là ông phải đóng tiền lái nhá. Tôi xin cảm ơn anh Tuấn Vũ đã giúp được tôi lấy tiền cho tôi giải giải lãi ngân hàng. Hôm qua tôi đi tôi giờ như đến hẹn rồi không có tiền cho, mai tôi là đi ký lại với người ta và nhà xong là lấy được tiền ngân hàng nó mới cho lại cho ông đấy. Cháu xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới có chúc tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa các bác, hôm nay cháu Lực lại tiếp tục đi vào nhà của hai ông cháu cô bác ạ. Và rất là mong các cô bác anh chị ở trên kênh thì sẽ thông cảm cháu Lực một chút cô bác nhá. Cái tiến độ mà làm nhà hai ông cháu thì hiện tại là đang chậm độ tầm là 2 hôm rồi. Đấy, theo như là nếu mà dự kiến là hôm nay là sẽ vận chuyển hết là gạch mà đi xuống đến nền nhà của ông luôn các bác. Đấy, nhưng mà tuy đó thì hiện tại là đến mùa vụ gặt của mấy anh em thợ đấy cô bác ạ. Làm cả một năm cũng chỉ đến đợi ngày thu hoạch là 2-3 ngày thôi. Thì mấy anh em thợ cũng có nói và xin phép cháu Lực là tạm gác lại thêm là 1-2 hôm để mà cho mấy anh em thợ là hoàn thiện cái công việc cấy cũng như là gặt của gia đình, rồi thì sẽ thu xếp là nhanh nhất có thể là đi xuống nhà của hai ông cháu để mà thực hiện cho hai ông cháu một cái ngôi nhà, thực hiện cho hai ông cháu sớm nhất có thể cô bác ạ. Và thưa bác, hôm nay cháu Lực đi xuống thì cũng có nhận được một cái phần quà là người gửi là bà Vũ Thị Huống Anh. Bà Vũ Thị Huống Anh là Nguyễn Mạnh Tướng hay là Tường gì đó cô bác ạ. Trên này thì viết dấu là Tướng. Và số nhà thì là 84 xóm Đoàn Kết, cụm 1 thôn Tiêu Dương, xã Hồng Du, huyện Minh Giang, tỉnh Hải Dương. Và có gửi cho cháu Lực là một cái phần quà để đem tới cho hai ông cháu cô bác ạ. Hiện tại thì cháu Lực cũng không biết là trong này là cái gì cả. Thấy là ghi ở ngoài là có chữ quần áo cô bác ạ. Và trước khi đi vào mở phần quà thì cháu Lực xin được thay mặt hai ông cháu gửi một lời cảm ơn tới ba và gia đình anh đã gửi một cái phần quà tới cho gia đình của hai ông cháu cô bác nhé. Và hiện tại thì gạch thì cũng đã tập kết là ở đây là tương đối gọi là chiếm độ tầm, nếu mà để mà độ đủ đấy cô bác thì nó rơi vào tầm độ 80-90% rồi, còn độ lại tầm độ 20-30% nữa còn thì thiếu gạch thôi. Nhà của ông thì cháu Lực sẽ không có gọi là lấy vật liệu vào, lấy cái nào là làm cái đấy, cháu Lực sẽ lấy vật liệu vào là lấy đủ luôn. Rồi thì cháu Lực mới cùng mấy anh em thợ là tiến hành và đi vào làm luôn cô bác. Khi mà nếu mà như bây giờ lấy lên trên kia độ tầm là 50 bao xi đi, thì chở hết 50 bao xi lại 50 bao xi để trên đấy thì thành ra là nó lại mất công để mà mình trông quá là nhiều ngày cô bác ạ. Và như cô bác cũng đã biết rồi là khi mà mình ngủ ngoài rừng này cô bác này, ngủ nhiều hôm quá thì nó sẽ dẫn đến là cái sức khỏe của mình bị ảnh hưởng rất là nhiều. Thì rất là mong cô bác sẽ thông cảm về cái tiến độ mà làm nhà của hai ông cháu cô bác nhá. Vào cái thời điểm này thì nó chưa phải là cái vào thời điểm mà gọi là mưa hay là gió báo cả cô bác ạ. Như các bác có theo dõi được là một số tin tức ở bên TV hay là thời sự hay là bên những kênh YouTube người ta đưa lên thì Hà Giang thì cũng là ở vào một cái địa hình mà phải nói là cũng rất là phức tạp cô bác ạ. Và ở cái phía bên mảng Tây Bắc của cháu Lực đang ở đây cô bác này thì nó là thuộc dạng là đất nhiều hơn đá. Còn là ra bên Đông Bắc, thí dụ như Đồng Văn, Mèo Vạc kia cô bác này, nó là thuộc dạng gọi là đất mà đá lại nhiều hơn đất. Thành ra là ở bên đấy thì bị ảnh hưởng mưa bão lũ rất là lớn. Như các bác có theo dõi được những thước phim rồi, phải nói là không phải diễn tả nữa mà các bác cũng đã nhìn thấy là có những gia đình thì có thể là bị cuốn trôi cả gia đình, là thiệt hại cả tính mạng cả về người rất là nhiều. Đấy, nhưng
ở bên khu nhỏ lực thì không có bị ảnh hưởng bởi vì thế cả cô bác ạ. Nhưng mà kèm theo đó thì là nó vẫn mưa cô bác nhá. Có thể là sáng nắng nhưng mà chiều lại mưa, có thể là chiều mưa thì sáng lại nắng cô bác. Còn là bây giờ thì xin mời các bác cùng theo dõi video và cùng với cháu Lực đi xuống đấy để gửi cái phần quà cho hai ông cháu của bác nhá. Phần quà này thì tương đối là khá là nặng cô bác ạ, rơi vào tầm độ là hơn mười mấy cân một chút. Trong cái quá trình mà mấy anh em thợ mà chưa vào đấy thì cháu Lực sẽ xem là cái công việc nào mà cần làm, thì cháu Lực sẽ cùng với lại là ông, có thể là có sự góp mặt của em Quân nữa, là để hỗ trợ cho ông về cái phần, về cái khoản đó. Thật sự ra nếu mà bây giờ trích cái tiền quý ra để mà thí dụ như đi lấy cây này chẳng hạn cô bác, mà trích cái tiền quý ra để mà mua hay là để mà thuê vận chuyển nữa thì vẫn được thôi đấy. Nhưng mà kèm theo đó thì kinh phí nó không đủ, nếu mà mình không thực hiện lại đó thì nó lại thiếu. Thành ra là các bác góp tiền thì cháu Lực xin phép là cháu Lực góp công sức vậy cô bác ạ. Tiền thì để mà nói thì thật sự ra cháu Lực không có đâu cô bác. Như các bác có nhìn thấy là ở trên kênh ấy, có rất là ít các bác theo dõi thì rất là mong sẽ được sự yêu quý của bác là theo dõi nhiều hơn. Có thể là các bác theo dõi thì cho cháu Lực xin một nút like và một lượt chia sẻ, cộng thêm là một đợt đăng ký kênh nữa, để làm sao mà giúp cho kênh của cháu Lực là phát triển hơn. Phát triển hơn thì thứ nhất là nó sẽ có hai mục đích của bác ạ. Mục đích thứ nhất thì có thể là giúp cháu Lực là có thêm cái khoản kinh phí từ đó ra, và mục đích thứ hai thì có thể là giúp cho kênh cháu Lực là lớn mạnh và đi giúp đỡ được nhiều hoàn cảnh khác hơn nữa. Xin cảm ơn các bác rất là nhiều. Ôi, em đi cẩn thận nhá. Em biết là một cây này người ta phải mất bao lâu thì mới trồng được không? Đấy, không nói nhầm, không lại tí nói điêu, em cho các bác xem này. Đấy, em quay phim là không để ý là dấm mất là một cái cây sắn rồi đấy. Em phải biết là một cái cây sắn như này thì là bà con là phải mất độ tầm là 3 đến 6 tháng. À, cái sắn ấy thì tương đương là tầm 4 tháng là thu hoạch được đấy. Khi mà bà con làm rất là vất vả mà có những người ta về phá hoại hay là người ta cố tình thả trâu về ăn ấy, phải nói là coi như là thiệt hại cả công sức này, cả tiền bạc nữa. Tại nhà của hai ông cháu thì thực sự ra cũng có rất là nhiều cô bác có chia sẻ với cô bác ạ, nói rằng là làm nhà ở đây thì không có tương lai ấy. Nhưng mà thật sự ra nếu mà như các bác đặt ở cái vị trí mà các bác lên và cảm nhận được rằng nếu mà bây giờ lên trên mua được cho ông một cái mảnh đất thì có thể là tầm độ là mua cho ông một mảnh đất này, xong là làm cho một cái ngôi nhà đi, nhưng mà cuộc sống của ông thì nó đã gọi là ăn sâu vào xương và máu rồi, là phải gọi là làm ruộng làm nương ấy, chứ không phải là thuộc dạng gọi là kinh doanh bán hàng cả. Nhưng các bác cũng đã biết được rằng là bán hàng ở trên bảng đấy thì thực sự ra bán thì ít mà nợ thì nhiều các bác ạ. Thậm chí là nợ là một cuối năm người ta giả, còn cuối năm người ta không giả thì qua năm sau người ta mới giả đấy. Có những câu nói hay là những cái hành động nào mà làm thì cháu Lực không nói là cái bản thân của cháu Lực hoàn hảo đâu đấy, nhưng mà ai ai cũng gọi là từng mắc sai lầm, mà nếu mà mắc sai lầm mà biết sửa chữa thì đó lại là một cái điều mà người ta công nhận, còn mắc sai lầm mà không biết sửa chữa thì chắc chắn là không bao giờ người ta để ý nữa, không bao giờ có ai mà để ý tới người khác nữa. Biết là đi xuống thì hai ông cháu lần này có ở nhà không ấy.
À, có vẻ như là ông ở nhà các bác, nhìn thấy từ xa thì thấy là bóng dáng của ông rồi. Ôi trời ơi. Ấy, sao ấy? Định chơi anh à? Chơi khô máu luôn đấy. Mình đâu ở nhà đấy à? Mày đâu rồi ông? À, cùng bà trẻ đi ra kia à? Như nhà bà trẻ à? Thế là đi từ tối hôm qua à? Tối qua không ngủ không à? À, đây. Đây, cháu kẹp cho một cái mic rồi ông ạ. Gửi một lời chào tới các bác. Xin chào các bác, các chị nhá. Hôm nay sáng nay đây có mưa không? Sáng nay ấy. Mưa một tí. Sáng nay cũng mưa một tí à? Ở trên xá thì cũng mưa một chút. Mày ngày tối nay có về không ông? Thì có về không? Ông vừa đi cấy ruộng mình chê vừa về. Ông đi cấy ruộng à? Ông đi hộ ai? Ấy ông thợ. À, anh thợ à? Anh thợ thì hôm qua là cũng cho xin là mấy cây nhỉ ông nhỉ? Không đi hộ thì thành ra là mình lại thớ quá. Vâng. Hôm nay thì cháu xuống thì có một bà với lại anh là gửi phần quà cho anh. Vâng. Ông ngồi lên trên này nào. Đấy, để ông cháu với ông sẽ cùng bóc cái phần quà ra. Hôm nay thì không có mả mạnh nhỉ. Vâng, mình có bà 2-3 ngày không đến nhà bà trẻ. Cháu đi nhà bà trẻ. Ngày. Thế là ở đây là phần quà của thứ nhất là có bà Vũ Thị Huống này, và thứ hai thì có là anh Nguyễn Mạnh Tướng. Là Nguyễn Mạnh Tường là gửi cho ông ấy là Mạnh. Đấy, bây giờ thì trước khi mà hai ông cháu đi mở phần quà thì ông có thể là gửi một lời cảm ơn tới gia đình của bà. Xin cảm ơn bà đã giúp được tôi với cháu. Tôi lấy quà tặng giúp cho tôi cũng cảm ơn bà, các chị. Tôi biết rồi. Bây giờ thì con dao nhỏ nhỏ nữa đâu. Thôi cháu lấy cái này cũng được. Lấy cái này đi mở phần quà ra. Cháu không biết là cháu là cái gì đâu, nhưng mà ghi ở ngoài thấy là có quần áo này. Vừa đi nó biết chơi và vừa nghe thì là cháu về đấy, ông về là ông mới về à? Thế là hôm nay ông hộ của anh thợ là làm tận đâu? Đi chơi từ chỗ trước đi lấy cây. Hôm qua anh thợ cũng nói với cháu Lực là hôm nay là nhà anh cấy và là tí đến nhà anh ăn cơm tí. Bỏ cháu về ông đi ra nó. Một tí ăn cơm xong thì cùng ông lên. Vừa mở ra thấy là có chăn các bác ạ. À đây có một tấm chăn không? Chăn này thì là ông đắp mùa hè nhá. Mùa hè để đắp thì đấy, chăn này thì là đắp ra tốt luôn. Đây là có cả giấy vệ sinh đúng không nhá. Đây ông biết giấy này chưa? Biết rồi à? Để cất đi ông nhá, để cất đi là đừng để cho Mạnh là xé ra nghịch nhá. Có 1, 2, 3, 4, 5 5 cục không ạ? Đấy, thứ nhất là cứ nhìn thấy là gọi là 5 cục đấy, có để đấy cho ông nhá. Và thứ hai thì có cái này là cái gì đây nhỉ? Như những kiểu cốc thì tinh à. Cốc để mà cốc này để anh uống chè không ạ? Đây. Vâng. Đấy. Chè tốt rồi. Cốc này uống chè đẹp đấy này. Cố gắng đi. Đây để mà để ông uống chè không á? Vâng. Đúng lúc mà mấy đứa mà đội thợ vào ấy. Mấy đứa mà đội thợ vào thì là dùng cái này ra uống. Vâng. Pha chè uống có một bộ này. Còn là đây là khăn rửa mặt ông nhá. Vâng. Cháu đếm qua thì sơ là cũng 1, 2. À đây là hai cái. Khăn này thì ông có để dùng làm khăn tắm này nhá. Vâng. Khăn tắm cho ông với lại Mạnh nhá. Vâng. Còn đây là hai cái khăn rửa mặt nhá. Vâng. À đây là hai khăn tắm, còn đây là hai khăn rửa mặt ông ạ. Vâng. Còn ở đây là kem đánh răng ông nhá. Với lại bàn chải đánh răng nữa. Vâng. Cái bàn chải đánh răng này thì là cái nhỏ nhỏ là thì cho Mạnh nhá. Vâng. Ông tập cho Mạnh là đánh răng buổi sáng đi nhá. Vâng. Bây giờ là Mạnh là lên lớp 1 rồi thì là có thể là đánh dùng là loại này là được này, PS thì được này. Vâng. Nhá.
Nhớ là ông tập cho buổi sáng là Mạnh là đánh răng nhá. Vâng. Hôm nọ ở trên kia thì cháu đã tập cho Mạnh là đánh mấy hôm rồi đấy. Còn cái này là bột bột Aji ngon này. Cái này thì lúc mà ông nấu canh ấy, là ông cho vào. Nhá, cái này nó ngọt nên kiểu thông dạng như kiểu ngọt như kiểu mì chính ấy. Đấy, nhưng mà nó tốt hơn mì chính rất là nhiều. Không nói là nó tốt hơn mà là bây giờ là hầu như là cái này nó là đa dạng hơn. Còn đây là một hộp bánh choco pie ông nhá. Đấy, bánh này to luôn thì để ông với lại Mạnh là ăn thôi. Còn đây thì có một gói miến này. Miến này là miến như hôm nọ ấy không? Cái miến này là để nấu như kiểu thực dạng là ăn mì tôm ấy. Còn cái này là một cái gói đường không nhá. Một gói đường để ông pha đường để uống thôi. Đấy, còn đây đó là mì chính không này, đây. Hầu như là ở trên vùng cao đấy cô bác ạ, thì mì chính này thì nó cũng gọi là nó cũng đa dạng cô bác ạ, hầu như là nhà nào cũng không thể thiếu mì chính được. Đây. Còn cái này là kẹo ông nhá. Đấy là có kẹo gì đây? Kẹo vị xoài này, vị nhiều thứ lắm. Nhá. Để cho Mạnh là ăn cũng như là ông để cho con túi áo đi lạc và cho nó ngậm vào. Đây là một gói đường kính trắng. À đây là cũng là đường không ạ? Đấy nhưng mà hai gói đường kia lại gói đường thì nó là khác nhau. Đây. Còn đây là một cũng là một hộp bánh này. Một bánh khoai tây này. Đấy. Cái này cứ để đây, tí là cho vào. Tí là cho vào nhá. Xem là có thêm cái thông tin gì của bà nhắn nhủ không các bác. Xem mà ký chứ không là sơ suất một cái thôi là lần sau là không, các bác không tin tưởng nữa. Thành ra là có đôi lần đấy các bác cũng có, các bác cũng nói tại sao lại mở hết quà ra ấy, thì không mở thì bây giờ không biết là trong ấy gồm là những cái thứ gì. Trong túi là không có này. Thế thì để đây xong một tí nữa ông hãy cất vào đây nhá. Cái túi bóng này nữa. Kẹo này là cất đi là lâu lâu lấy ra cho Mạnh ăn một gói luôn rồi. Chứ Mạnh là thấy là bây giờ ăn bằng sạch thì thôi ấy. Sạch bằng no. Đấy, ăn bằng sạch, ăn một bữa là ăn bằng no rồi thôi cô bác là Mạnh nhá. Ở với cháu Lực mấy hôm thì cháu Lực cũng biết mà, nhưng mà cháu Lực ở với cháu Lực thì nó là Mạnh nó lại khác, nó lại thành ra là thực một cái tính cách khác. Không dám đòi ở với cháu ấy. Chỉ ăn cho hết, ăn xong hết, xong là hết, nhưng không dám đòi. Hôm qua thì cháu cũng bận nên thành ra là cho Quân là đưa Mạnh xuống. Qua cháu không ở nhà. Không ở nhà thì mới đưa cho Mạnh xuống đấy. Và hôm nay vừa rồi thì cháu Lực cũng đã gửi cái phần quà của gia đình của bà Phú Thị Huống đã gửi cho ông, thì có gồm là bánh này, kẹo kèm bánh răng đầy đủ một thái mối gọi là cái sinh hoạt hàng ngày của ông thôi. Đấy, còn cái video hôm nay thì cháu Đức cũng đã nói rồi là xuống là cũng không có công việc gì để mà làm cô bác ạ. Mấy anh em thợ thì cũng chưa xuống. Những công việc hàng ngày của ông thì ông công việc hàng ngày của ông thì vẫn cứ lặp đi lặp lại, gọi là lấy cỏ trâu này xong là làm linh ta linh tinh thôi cô bác. Đấy, bây giờ thì ông cất cái này đi nhau nhé. Cất đi lên cao cao một chút. Nhìn ăn để dưới nó không nhìn thấy à? Không thấy. Nhưng mà thực sự ra để cái ngôi nhà của ông này, cô bác này, nếu để mà cất được một cái món đồ đạc gì giá trị ấy, chắc chắn là không cất được à? Không cất được, không có chỗ nào để đâu. Có khi là trẻ con nó xuống cái tấm suối nó ra đây nó lục à? Tiền thì có chỗ hồ đấy, hôm nào cũng về tắm được cái vũng nước đấy nhỉ. Vâng. Thực ra là trẻ con mà nhìn thấy kẹo là thích. Đấy. Thích đấy. Không cần biết ra trước biết sau gì nhưng mà nhìn thấy kẹo là thích rồi. Cứ lấy ăn đá rồi tí tính tiếp. Đúng rồi. Đấy, nhưng mà như thế thì nó là một cái thói rất là xấu của bác như thế. Khăn là nhớ là khăn to là dùng để tắm thôi nhá. Khăn nhỏ là để rửa mặt nhá. Còn là có hai bàn chải đánh răng thì hai cái bàn to kia là của ông, còn cái của Mạnh là của nhỏ kia. Thế thì buổi sáng là ông tập cho Mạnh là đánh răng đi. Có một cái chăn nữa, cái chăn kia thì buổi tối thì đắp được rồi đấy, tầm mùa này ấy không ạ.
Chăn này thì hoa hòe đẹp đấy nhờ ông nhờ. Hoa đẹp. Cho này, chăn này như kiểu là chăn thêu ấy. Như kiểu là chăn tự làm ấy các bác. Chăn đẹp đấy. Với cảm ơn cái phần quà rất là ý nghĩa của gia đình già với lại cả anh nữa. Ông cất gọn gọn đi nhé. Một tí là ông còn đi nhà của anh thợ không? Có đi. Có à? Vừa về dưới nhà nó nhổ mà xong là cấy chi nữa. À bây giờ là đi nhổ mạ. Vâng. Nhổ mạ dưới nhà kia. Vâng. Cái mà nó thiếu về trên này. Thế là bây giờ chúng ta sẽ cùng ông lên trên luôn cô bác. À thưa cô bác, là cái đê nhà của ông thì cách tới thời điểm hiện tại thì cũng đào được độ đâu đó là tầm 2 tuần rồi cô bác. 2 tuần rồi, nhưng các bác có thể nhìn thấy là không có bị ảnh hưởng bị cái khoảng thời gian mưa vừa rồi cả cô bác nhá. Nó cũng không có bị nứt gì cả. Đấy. Đào nền thì bây giờ đào cũng thưa là độ tầm là cách độ tầm tầm 1-2 tuần để xem là cái đất của nó có bị sạt lở chỗ nào không. Đấy, và đằng sâu này thì đào thì cũng rất là thỏi của bác nhá. Và cái độ dốc của nó thì nó cũng độ cao nó không phải là cao mấy đâu các bác, nó sẽ thành 2 tầng. Ví dụ như là sau này nếu mà như chỗ này không có dọn đi các bác thì có thể là làm lại đi lấy cây về làm lại cho ông, cho coi như là mình làm cái kho để cuốc, để xẻng, cũng như là để đồ dùng mọi cái luôn. Ở trong nhà thì gọi là mình chỉ để ăn cơm với lại ngủ nghỉ thôi. Còn cái bếp củi thì chắc là mấy nữa làm ra bên này thôi ông nhỉ? Bếp củi thì mình dùng cây để làm thôi. Mấy nữa khi mà mấy anh em thợ là cưa ván làm xong cái phần này này, mình tận dụng lại cái phần ván để mà làm. Vâng. Mấy làm ở phía bên này là một cái bếp củi là ra bên kia các bác nhé. Cái nhà của hai ông cháu thì chỉ có hai ông cháu ở thôi, thì không cần phải là làm mà quá rộng cả. Như nhà của em Sử thì thực sự ra là rất là rộng các bác ạ, 72 m², tất cả. Nhà của ông thì sẽ làm mà hẹp hơn, hay cho diện tích cho hai ông cháu gọi là sinh hoạt, mọi cái được là được rồi. Bây giờ là hai ông cháu mình đi lên trên hả ông? Thế gạch này là ông bác về lại, bác về ấy? Ông bác về. Ông bác về à? Thế là cứ mỗi một lần là xuống là ông bác nhẹ nhẹ xuống à? À thế là ông về không thì cũng về. Thế là về thì bác cho là thêm là một chút gạch để lên trên vai nữa. Vâng, thế là ông bây giờ lại lên trên nhổ mạ đi. Cầm cả đèn pin luôn rồi không? À. Đuối thì cũng đuối mà sập điện này lâu cắm về một tí nữa là cắt lấy giờ. Bây giờ thì gọi là điện này thì mình không sử dụng cho nên là người ta cũng không có cắm nhiều. Ông đi trước đi. Vâng. Mình chưa sử dụng người ta cũng không cắm nhiều. Cái nó cắm về 2 lần nó bảo đi 2 cân rồi. Cắm về 2 lần là đi 2 cân rồi á? Vâng. Mấy cái thắp thử một tí với một đêm thì cho nó về sạc đèn một tí rồi. À. Thế lúc nào mà ông cần sạc đèn thì sạc điện này kia thì bảo cắm về. Vâng. Xong là đến 1 tháng thì lúc đấy là cháu gửi sau. Mày nữa đến lúc mà làm nhà thì lại cần nhiều hơn rồi lúc đấy. Vâng, làm nhà nhiều hơn. Lúc rồi nhà đấy là lúc nó hồn cho tôi việc này. Vâng. Cái xì măng tơi xuống ấy. Cửa xì nó cũng vậy. Ông là thế là hôm nay là ông là đi gọi như là đi lấy công của anh thợ đấy nhờ. Vâng. Lấy công. Nhà của anh thợ thì ở tít trên trên đỉnh đồi trên kia các bác. Cái chỗ mà ông nọ để gạch ấy là có qua bên này một chút thôi. Cái kiểu mạnh gọi sao ấy. Thơm nhất. À, không phải đâu ạ, quyết hay sao? Quyết cũng đi chia rồi. Quyết đi kia. Chỉ nó hay chỉ nó. À.
Bây giờ thì cháu được sẽ cùng ông lên trên rồi thì sẽ ghi hình xem là hôm nay nhà anh thợ là làm cái gì cô bác nhé. Gạch này ra đến đây thì không mất một bao nào đâu ông nhỉ, gạch này không mất đúng không? Bao nhiêu đây là yên tâm mà. Nhiều bao không được đếm. À. Khi lấy cái bao cái lẻ như gì. Lấy điệu á? Lấy điệu ấy. Điệu này mấy nữa mấy anh em thợ khác làm không? Thuê khoán với anh thợ hết rồi. Ôi, và... Có coi thằng bảo, chỗ này bác cho nó xuống dưới hết lấy 3 triệu. Không này á? Nhưng mà mấy em thợ không đồng ý à? Không đồng ý. À. Nó bảo nếu cả xi măng thì nó đồng ý rồi. À, nếu mà cả xi măng thì là mấy em thợ đồng ý à? Ừ, nhưng mà xi măng nó cũng chửi về đến đây. À. Thế là hôm qua thì cháu lại nhận được một khoản của anh Thân Vũ. Là gửi cho ông là 300 nghìn. Dạ. 300 nghìn này thì sẽ để ông quay lại đây. Dạ. 300 nghìn này là để ông đóng tiền là lái ngân hàng của ông nhá. Vâng. Lái ngân hàng của ông thì là ông nợ 13 triệu đúng không? Vâng, 13 triệu. 13 triệu là một tháng người ta lấy 100 nghìn tiền lái à? Vâng, mấy tháng mà tháng nào có 100. Trước thì là cháu đã gửi cho ông 3 tháng trước thì cháu đã gửi cho ông là 300 nghìn rồi. Vâng. 300 nghìn cộng với lại thêm là 300 nghìn tiền của Mạnh là đóng học ấy. Vâng. Thì là cháu gửi ông hết rồi thì hôm qua thì anh lại gửi cho thêm là 300 nghìn nữa. Vâng. Để cho ông đóng tiền lái ngân hàng ông nhá. Vâng. Đây là 200 ông nhá. Vâng. Còn ở đây là 100 ông nhá. Vâng. Đấy, tiền mà cháu đưa cho ông ấy thì là ông phải đóng tiền lái nhá. Vâng. Chứ không phải là tiền lái. Ông đem đi làm gì cả. Vâng. Đấy, còn cái khoản nào mà cháu đưa cho ông làm cái việc gì thì ông làm cái việc đấy với cháu. Vâng. Chứ ông đừng có lấy cái khoản này xong mà đi đắp cái khoản kia nhá. Vâng. Còn cảm giác còn nếu mà như ông mà gạo không có thì là ông có thể là bảo cháu. Vâng. Cháu là mua gạo xuống cho ông. Vâng. Chứ ông không được gọi là tiền của anh Thân Vũ mà gửi cho ông là nộp tiền lái ngân hàng rồi ông lại đem đi lấy đi mua gạo rồi thì đến lúc đấy mà cái khoản ngân hàng của ông lại không nộp thì mấy nước người ta cộng dồn cho thì rất là nhiều ông nhá. Vâng, đúng rồi. Bây giờ thì thưa các bác đúng ạ, về cái khoản ngân hàng của ông ấy thì là bao giờ mà ông nuôi con cháu này lớn đấy ông đi chia với người ta ấy thì là ông dùng một nửa của ông được là ông đi giả ngân hàng đấy thì là coi như là ông không có cháu nữa, coi như là 4-5 năm vừa qua là ông chỉ gọi là nuôi con trâu này để mà lấy giả ngân hàng thôi. Thì cháu Lực cũng rất là mong là sẽ được sự duyên của các bác là giúp đỡ cho hai ông cháu của bác ạ. Ông gửi một lời cảm ơn tới anh Thân Vũ nhé. Vâng. Tôi xin cảm ơn anh Thân Vũ đã giúp được tôi lấy tiền cho tôi giải lái ngân hàng. Hôm qua tôi đi, tôi rồi đến hẹn rồi không có tiền cho. Mai tôi là đi ký lại với người ta nhà xong là lấy được tiền ngân hàng nó mới cho lại cho ông đấy. Thế là theo như ông nói vừa rồi đấy là cô bác ạ, là ông đi ký để mà kéo dài thời hạn nó ra. Vâng. Bây giờ là ông đi ký đến thời điểm hiện tại thì coi như là ký xong lại là vay xong lại lấy cái số tiền mà vay vừa rồi ấy, thì lại bỏ vào cái khoản trước để mà kéo dài cái hạn nó ra thì coi như là đấy là ký để kéo dài đúng không? Vâng. Đấy thì cái tiền lãi của nó là mình vẫn đột bình thường đúng không? Vâng. Đấy thì cháu Lực cũng xin thay mặt là ông với lại Mạnh thì gửi một lời cảm ơn tới anh Thân Vũ ở Hà Nội. Chúc anh cùng gia đình là thân nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công trong cuộc sống. Cảm ơn anh trong thời gian qua đã luôn luôn giúp đỡ cho hai ông cháu và anh cũng đi giúp đỡ được giúp đỡ thêm những hoàn cảnh khác. Thì trong cái khoảng thời gian vừa rồi thì có những cái phần quà ấy cháu Lực giao chậm một chút thì rất là mong là anh sẽ thông cảm cho cháu Lực cũng như là em Lực anh nhé. Đấy còn bây giờ thì sẽ cùng ông chuyển lên trên kia để mà xem là nhà của anh thợ là hôm nay là cấy như thế nào cô bác ạ. Ghi hình lại một chút thôi. Anh đang xách quả gì đây Phong? Đây cái gì đây? Quả gì đây? Đu đủ á? Thế nấu canh à? Ừ, hôm nay thì tạm gác lại công việc của nhà ông Sò các bác ạ. Là anh thợ thì hiện tại là đang làm ruộng ấy. Anh gửi một lời chào tới các bác. Cháu chào ông bà nhé, cô chú nhé. Hôm nay nhà anh cày lúa sắp hết chưa anh? Ừ, sắp hết đấy. Được đấy kìa. Ừ. Thế em xuống nữa một tí nhá. Ừ, xuống sang bên nhà luôn nhé. Vâng anh. Thì xuống này đúng không anh? Ông thì vừa rồi là đi bộ lên sâu các bác ạ. Xe thì không có đi được 3. Cho mẹ con nó quên.
Hả? Ui, hôm nay có vẻ là nhà anh thợ là rất là đông người các bác ạ. Đếm sơ sơ là tầm độ là mười mấy 20 người đấy. Có vẻ như là anh thợ, anh Phong này cũng đi đổi được à, khá là nhiều công. Đây có một vườn mận nữa. Ôi đông người quá chú nhà. Này đi đường nào xuống đấy chú. À, phải đi xuống ruộng đâu các bác ạ. Cái mạ thực sự ra mạ để ở trên vùng cao ấy, người ta có hai cách để mà gieo mạ các bác ạ. Thứ nhất là gieo mạ nước và thứ hai thì là gieo mạ khô. Còn là nhà anh Phòng thì là chọn cách là gieo mạ nước. Mày đâu rồi Quyên? Hả? Hả? Mày đâu rồi? Hả? Ăn kẹo không? Ăn kẹo không? Hả? Ăn kẹo không? Xin. Rồi. Mày là bạn thân của Quyết của bác ạ. Thế mày còn nhớ, còn quên chào các bác không? Còn nhớ không? Hả? Còn nhớ chú này thấy Quyết còn quên lời chào không? Đã quên chưa? Chưa. Chưa à? Thế chào các bà câu nào? Nào nhìn ra kia, nhìn ra kia chào mới được. Con chào các ông các bà. Rồi hôm nay cùng ai lên đây? Cùng mẹ. Cùng mẹ lên à? Thế biết nhổ mạ chưa? Chưa. Chưa? Thế lên đây làm gì? Hả? Bắt cào cào hay là chơi? Lên trên mạ chỉ bắt cào cào lại chơi thôi. Còn đây là bố của em Quyết của bác ạ. Chào anh nhá. Anh cũng biết nhổ mạ à? Hầu như là các cô là mặc bộ quần áo truyền thống là dân tộc Nùng hết của bác ạ. À đây là vợ của chú Toán này. Chú Toán đi đâu rồi chị? Toán nhà làm bếp. Làm bếp à? À ở trên đây à? Nhà chú Toán. Thế là hôm nay là chú Toán là hai vợ chồng của chú Toán là cũng gia hộ là anh Phòng hết cô bác. Tao má tao cao chưa ra? Hả? À nhìn thấy thấy cả mày của Quyết nữa cô bác ạ. Hả? Nhà về à? Đàn nó. Đàn lưng bố đồ nào. Đàn nó. Đàn nó đi sao? Mày lại coi nó mồi yam nữa nè. Mồi yam nó là dùng cho con đây là này nó mới cái đó phần về lục xong vậy này dùng cho con đây chụp dạng hết vậy lắm à con tao má khai con đầu con đây như này ấy giờ này là già đâu già này ông chú này đàn phan nó già nữa hay là tàu hàng chả này đừng để sáu thích hàng cá ngon nào mình cái đây mi lao nổ mình trâu rồi nổ nha nói là các bác với lại các cô thì trêu nhau rất là vui các bác ạ để hộ chú một tí. Mất cha bảo. Thôi này chú. Nó khả năng này nó đi kiếm một phút thì chú nhổ được tầm bao nhiêu quả mạ này nè. Vâng một phút đó. Vâng ba quả. Một phút được ba quả. Ba quả thế đấy. Một phút nhổ được tầm bao nhiêu quả gì ba quả gì đúng ba quả một phút ba quả một phút nó nhổ tầm được bao nhiêu quả mạ này gì có nhổ một phút có nhổ được một quả không một quả không được á. Ê ông này ờ không biết đâu mày chủ nhà ở đâu à chủ nhà thì đây đang ở phía bên kia các bác cái hết cho chị hôm nay ấy mai một ngày nhá nhà chị là hôm nào cái cũng đông đông người như này à ở đây thì đã đổi công hết cho chị đổi công rồi à chị lấy công rồi à chú có vẻ nhổ nhổ qua qua đây hộ cháu một tí cháu bị lo lắng rồi cháu lo lắng cháu áo khai mà cháu bị
hôm nay hôm nay là hàng lần lắm. Đây chai là vi ở chai này à? Chai là mang ăn chả tặng đúng không? Chắc không đúng á? Không đúng lai chứ. Ồ. Vâng, coi này, tôi nào không phụ lưng ngài bữa. Phụ lưng ngài á? Ừ. Sao vậy? Phụ lưng ngài à? Không phụ lô à? Ồ, phụ lô á? Không phụ lô này, mày chai này. Phụ lưng ngài là nhìn đây. Thế chú là không phải là người đây đâu à? Người đây đâu? Chú người ở đâu ấy? Quân Linh Ngài đấy. Quân Linh Ngài á? Ừ. À, Quân Linh Ngài ở bên Xúc Phì nhờ? Chú là anh em trong nhà chứ? Chú còn bảo trêu là đi làm ngày trăm rưỡi nữa. Thế là cả thửa ruộng chỉ có là bố mẹ Quyết với lại chú là đàn ông thôi nhờ? Đàn ông là đi làm là gánh gánh mạng thôi quá đấy gì đây việc xin má nô việc xin má nô mà làm má nô là việc xin má tư chứ đi công làm đi cô quay lót tạm với mình chị ca lắc cách xin này cả thế nào cái việc xin má này chứ tao muốn tao lót chơi à ao trăm phần nhá cô ừ. Đây là phải biết là cách buộc thì cái mạ nó không bị tuột ra quá ạ. Được chưa chú? Phải không? Ra vi bỏ hoàng nữa lắm. Hả? Cái này như là không phải lúa đâu nhỉ? Không phải đâu, đây phải lúa đâu. Đây là cái... Đây. Chọn được một cây rồi. Đây còn này, một cây nữa. Là em chưa làm bao giờ à? Có chứ chị. Em còn biết buộc mạ thì chị phải biết là biết làm rồi. Thì mày phải coi lấy tất cả phải giá nó còn rồi nè. Tất cả ra. Đúng rồi, phải đúng rồi. Ồ, tức bật làm mày quay đi. Ờ. Sao nên giá nó là nó. Hả? Hả nó còn non tất cả sao nên giá nó. Ờ, tầm đấy. Mới xả mới nó. Này là bây giờ buộc xong là quăng nội tầm là ba cái thửa ruộng là cũng không có tuột ra đâu các bác ạ. Biết cách buộc nó ấy. Nên đi cùng đi lao là thằng này là đi tổ lắm đại nữa cần ban lễ đi cùng lao cũng lao chạy cho mình biết là hả lao chạy cho mình biết một ngàn đô cày nào trả cho một ngàn đô có vẻ như là ông sò là vẫn còn chưa thấy lên sao chắc là mắc cạn ở đâu sao mà cô bác em đi xem đi dạ vừa em vừa cùng ông lên đến cái chỗ mà để gạch kia rồi. Sao em không kẹp bán liên? Không kẹp không đi được ấy. Ai dạ em được làm được ấy nhỉ? Vì này cũng em biết cũng biết làm mà. Bà cũng biết một chỗ. Mỗi tuổi là vợ em chưa lấy thôi. Chứ hình như là chỉ lấy em. Nhưng bây giờ ra rồi mới à? Hả? Là lúc lên ra rồi. Vâng. Mỗi tuổi là. Cũng biết làm được rồi. Mỗi tuổi là vợ là chưa lấy được. Hả? Ổ da hốc chín ạ. Dạ. Hốc chín á là. Ờ. Hốc chín á. Hốc chín. Ờ. Hốc chín đó. Nhưng mà mình lo cho mà. Cái là từ đây ổ hốc chín chứ. Đấy. Nên sao bố trẻ bác khảo hơn tù với cha ổ tư nồng túi bốc chín á. Hơi tư nồng túi bấy trăm hốc chín bó. Nhưng mà sao ổ hốc chín á là tiêu lộn luôn. Là tao đi đâu. Là mà. Là nó. Là mình muốn ăn chiên đấy chứ mày. Ăn chiên đi chứ. Ừ. Ăn xít từ này nào. Sợ ra tìm điếu lắm. Tìm đi ra. Ừ. Ăn tìm đi. Cháu mày, là chứ là nái khoan. Nái khoan hiền lùng.
trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra, thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Đấy, ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác. Đây thưa cô bác, vừa rồi thì ông là cũng lên rồi. Hầu như là gọi là con trai thì ít khi là đi đổi công nhiều hơn cô bác. Cháu Lực nhìn thấy là chỉ có là ông với lại thêm là bố Quyết thôi. Đó này mà tương văn cái thằng cấp ở đây thì ông cảm ơn này. Cảm ơn mặt trời ạ. Phải này đi nè. Ừ ạ. Wow, mời bụi con ạ. Đi nào các mèo nào. Đây có lẽ là cái thức phim này cháu Lực cũng xin được là ghi hình tới đây của các bác ạ. Và xin cảm ơn các bác đã theo dõi video. Và cảm ơn các bác trong thời gian qua đã luôn đồng hành cùng cháu Lực rất nhiều. Hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú, anh chị ở sau tiếp theo trên kênh Vạn Em. Xin chào các bác. Xin chào các bác.